Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của Tin Gaming. Hôm nay mình sẽ review một cái máy vi tính trị giá 35 triệu đồng mà mình mới mua về làm vlog nhé. Nói chung là làm thì không có biết có được hay không, nhưng mà mình vẫn mua thì mình thứ nhất là mình sử dụng, thứ hai là mình làm để kiếm thêm chút ít thu nhập nhé. Mong các bạn ủng hộ mình. Đây là cái riêng cái CPU không là 35 triệu, còn cái màn hình thì mình mua lại nhưng cũng rẻ nhé. Còn đây là cái phòng trọ của mình nhé, phòng trọ chứ không phải cái nhà đâu. Mình ở phòng trọ ngồi này. Đây là cái màn hình cái máy của mình. Đó. Máy này là mình mua là i7 nhé, i7 tốn gần 7k rồi, mua 87. Sau đây mình sẽ mở cái CPU để cho các bạn xem nhé, trong đó có những gì và cho các bạn coi cấu hình của nó nhé. Đây, sau đây tôi sẽ cho các bạn coi cái CPU tôi mới mua nhé. Tổng cộng là 35 triệu. Đây, thùng CPU. Rồi, cái thùng này riêng cái vỏ là tôi mua 1.6 triệu. Tôi bật nạn ra cho tôi. Thì cái CPU này tôi quay cái trang này nó không thấy được đèn nhé. Có đủ rồi đèn này, tôi quay này, màu đỏ này, màu xanh này, màu tím này, màu vàng này. Nhưng là chạy đủ màu hay cũng được. Là cho nó chạy auto ba bốn màu luôn chứ, để tôi xài để cảm nhận qua. Nó xài đẹp không? Tôi bỏ ở dưới cái rầm bàn lên. Kéo ra chỉ được một ít thôi. Đây là cái mốt của nó. Tôi sẽ mở ra cho các bạn coi. Đây là cái tai nghe của tôi mới mua. Tôi sẽ mở ra để tôi mở ra cho các bạn coi phía trong có gì. Tới 35 triệu là riêng cái CPU không, màn hình tôi mua lại của ông bạn nhé, màn hình không bao nhiêu hết. Cái ngồi là lớp kính nha. Tôi sẽ mở lớp kính để cho các bạn coi. Bỏ phim nhỏ vào đây. Này, phía trong sơ đồ là gồm có là cái này là cái CPU chống nguồn bã ca nhé. Đây là quạt gió cao. Để tôi mở cái hình cho các bạn coi. Đây tôi sẽ mở cái hình này. Và đây là kênh của tôi nhé. Kênh của tôi là Tin Vlog nhé. Hiện đã có 969 được đăng ký. Tôi chơi Liên Quân và làm vlog. Để tôi bấm cái này xuống để tôi vào cấu hình để cho các bạn coi. Profile. Đây. Hiện tại là tôi cài Win10 nhé. Win10 cấu hình là Intel, là có i7 8700 ca CPU, socket là 3.7 nhé, RAM 16GB. Tôi cài Win 16TB biết vân vân có chỉ số vân vân. Cài rồi các
cái độ râm này cá cua nó hình như nó bây giờ đóng một phím. Phím này là bằng phím K đấy nhé, nó mua cả bán cả 400 máu. Xem cặp nó hình được luôn. Đây cấu hình mình ở đây đây có DX12 luôn. Và trong cặp màn hình của tôi là GTX 1050 Ti nhé. Ti là lỗ này là như tôi mua là tới 4GB lận đây này, bộ nhớ tới 4GB luôn nè, nó thấp lên tới 12MB luôn. Và cái độ chia sẻ mình đầu tốn gây là đây là phần loa nhé, loa là gồm có loa main 1 và loa 2 nhé. Con này thì tôi mua về tôi mới cài win cài đồ mới cài win cài đồ nên chưa làm gì hết. Chó đây là bằng làm việc của tôi để cần xem những vật kịch hợp. Nếu các bạn thấy hay ủng hộ của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm vào tin blog và thái biểu tượng blog và đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Nói chung là tôi mua về mà không biết làm có được hay không. Mong các bộ các bạn ủng hộ tôi, hãy chia like và đăng ký kênh, chia sẻ video giúp tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.